Em muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người. Chiều ngày 29 tháng 7, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã livestream lên tiếng xoay quanh những ồn ào trong thời gian qua. Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho rằng Ý Nhi đã trả lời dài dòng, khiến không đi đúng trọng tâm câu hỏi, làm khán giả hiểu lầm. Phía ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đề nghị Ý Nhi phải cẩn trọng hơn, bớt đi cảm xúc và phải rút kinh nghiệm từ sau vụ việc này. Em quen được vài ngày thôi nên là em cũng thiếu những cái suy nghĩ chín chắn, cũng như là chưa có nhiều những cái kinh nghiệm để có thể diễn tả những cái suy nghĩ, cái lời nói của mình một cách chính xác nhất. Nên là em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người đã làm cho mọi người hiểu sai đi cái ý của em, làm mọi người buồn về em nhiều. Thật sự là em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một cô hoa hậu có như lời nói chính xác. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn khác, Ý Nhi cũng khiến nhiều người khó chịu khi cho rằng nhiều bạn trẻ cùng trang lứa vẫn còn dành thời gian ngủ, uống trà sữa, đi chơi thì bản thân đã trở thành hoa hậu, có công việc, trưởng thành hơn. Ý Nhi giải thích rằng cô suy nghĩ khá vô tư như độ tuổi của mình. Khi ngồi trên ghế nhà trường, các bạn hay suy nghĩ hôm nay uống trà sữa gì, còn cô thì không suy nghĩ rộng, nói một câu nói chưa chính xác, chưa diễn tả hết đầy đủ các ý. Ý Nhi cho rằng việc nói các bạn cùng trang lứa thì không phải phủ nhận sự cố gắng của mọi người. Cô nói có thể trả lời phỏng vấn liên tục nên không tỉnh táo để có thể truyền tải trọn vẹn đến mọi người. Em hy vọng là trong thời gian tới em sẽ có những cái lời nói chính xác hơn, phù hợp hơn để mọi người có thể có cái nhìn tốt hơn về em.